Chào bạn, tôi là Tuệ An. Chào mừng bạn đã quay trở lại với những chia sẻ của Tuệ An. Bạn ạ, gần đây tôi thường hay nhận được những câu hỏi với đại ý như thế này: có khi nào mình càng tha thứ cho người khác khi họ khiến mình tổn thương thì họ lại càng làm nhiều điều sai trái với mình, và coi chuyện mình phải tha thứ là lẽ đương nhiên hay không? Nếu mình cứ tha thứ như vậy thì có phải là ngốc lắm không? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó cho chính mình không? Còn tôi của trước đây cũng đã từng đặt cho mình câu hỏi đó. Bởi vì lúc đó tôi không hiểu là tha thứ thật sự là như thế nào. Thậm chí tôi còn hiểu nhầm rằng tha thứ là hạ thấp bản thân và chỉ làm lợi cho đối phương. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, thực chất những người đủ yêu thương chính mình thường sẵn sàng thứ tha, vì họ biết họ cần làm vậy trước tiên là vì chính họ. Hơn nữa, những người có trí tuệ thật sự cũng biết rằng đằng sau việc người kia là mình tổn thương hết lần này đến lần khác chẳng qua chỉ là do nội lực của mình quá yếu đuối trước những ngoại cảnh không như ý, nên mới khó chấp nhận, mới hay mong cầu, mới hay khổ đau. Sự thật mất lòng mà bạn cần chấp nhận ấy là có thể người kia là một tác nhân gây ra vấn đề cho bạn, nhưng tác nhân lớn hơn là do chính bạn. Nên đừng trách móc ai đó làm tổn thương mình thêm nữa. Việc trở thành nạn nhân như vậy không đem đến cho bạn những điều tuyệt vời đâu. Thứ hai, bạn cần hiểu rằng tha thứ là gì. Tha thứ không chỉ là bao dung trước lỗi lầm hay khuyết điểm của đối phương, mà tha thứ hơn hết chính là buông bỏ những tiêu cực mà bản thân đang có. Bạn phải bao dung với chính mình thì mới biết cách bao dung với người khác. Tha thứ là món quà cho chính bản thân bạn. Tha thứ là để quá khứ ở lại và nhìn vào hiện tại và tương lai. Thứ ba, nếu sợ tha thứ là ngu ngốc, thì chẳng lẽ việc giữ trong lòng sự giận dữ, oán hận, khó chịu lại là thông minh sao? Đương nhiên là không rồi. Việc đó chỉ làm chúng ta càng khổ tâm hơn, mất thời gian suy nghĩ và kìm hãm sự hạnh phúc trong tâm hồn. Cứ cho là người đó có làm nhiều việc sai trái đi, nhưng dựa vào lỗi lầm của người khác để dằn vặt bản thân thì chẳng bao giờ là chuyện đúng đắn. Bạn để cho người khác lấy mất đi bình an của mình dễ dàng vậy sao? Cuối cùng, thay vì mãi oán trách số phận và than thở về cuộc đời hay người khác, rồi gặng hỏi bản thân về việc tha thứ hay không tha thứ, thì bạn hãy tha thứ ngay đi, để dành thời gian còn làm những việc mà bạn yêu thích, khám phá những điều mới mẻ. Như vậy chẳng phải sẽ khiến cuộc sống nhẹ nhàng và tươi đẹp hơn sao? Cuộc sống này rất ngắn, hãy học cách tha thứ cho người khác, đó cũng là tha thứ và tìm niềm vui cho chính mình. Nhưng tha thứ đâu phải việc dễ dàng. Tôi cũng đồng ý với điều đó. Có những người bảo giữ những thù hằn thì dễ lắm, chỉ sợ khổ thôi. Nhưng bảo buông những thù hằn thì lại khó lắm. Nhưng buông rồi thì sẽ thảnh thơi được. Ngày xưa, tôi thường khâm phục những người thông minh. Bây giờ tôi lại thấy ngưỡng mộ những người tử tế. Tử tế để làm gì? Tử tế để giúp cho chúng ta làm được rất nhiều việc. Như mặt trời làm tảng băng tan, sự tử tế đôi khi sẽ làm cho những ngộ nhận, thù địch tan biến, tạo nên những lối sống tốt đẹp. Sự tử tế cũng dễ khiến cho chúng ta tha thứ cho bản thân và tha thứ cho những người xung quanh.
Nhưng không phải ai cũng chọn làm người tử tế. Có những người làm tổn thương ta, thậm chí xấu tính với ta, bội ước với ta. Nhưng khi ta chọn sự tha thứ là ta chọn sự tử tế cho chính mình, bất chấp sự không tử tế của họ. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, tha thứ chính là một hành động tử tế với bản thân mình. Và một trong những cách yêu thương chính mình thì tha thứ và buông xả cũng là những cách thức vô cùng quan trọng. Có buông xả rồi thì lòng này mới mở rộng cho đi và đón nhận yêu thương. Bị ai xúc phạm thì hãy dễ dàng tha thứ. Nếu có tức giận hay buồn bã cũng hãy chỉ mất một vài phút thôi, rồi hãy bỏ qua đi. Bỏ qua những muộn phiền, tâm trí sẽ an vui trở lại. Tha thứ là bao dung cho những thứ khiến chúng ta phải muộn phiền và đau khổ. Tha thứ để lòng mình được yêu thương. Buông xả không có nghĩa là buông bỏ, không có nghĩa là chỉ sống ích kỷ cho bản thân. Buông xả là coi nhẹ những thứ khiến chúng ta phải bận tâm và mắc kẹt. Buông nhẹ nó đi để lòng này bình an. Đôi khi nghệ thuật sống tử tế, tha thứ và buông xả đó lại là những thứ quan trọng mà chúng ta phải học cả đời này. Nhưng hơn hết thì tôi chúc cho bạn còn bao nhiêu muộn phiền hãy sớm tha thứ, dù đó là muộn phiền với chính mình hay là muộn phiền với những người khác. Hãy nhớ rằng tha thứ là thư thái, tha thứ là thảnh thơi, tha thứ là bình an, tha thứ là hạnh phúc, tha thứ là yêu mình, yêu người, tha thứ là sống một cuộc đời tử tế. Chúc cho bạn sẽ luôn bình an và hiện hữu thật trọn vẹn trong mỗi phút giây.